Giờ anh Tiến đang khui chai rượu vang nha mày. Khui theo cái kiểu mà có cái cây mà khui rượu tặng theo hộp đó là quá bình thường. Người dân mà dân chơi xa là mới khui bằng chìa khóa vậy chị. Này là ngày mai là chuẩn bị lên cây trợ lực Olin. Là bữa nay là khui chai rượu vang này uống ăn mừng. Còn cái trợ lực Olin đó thì để ngày mai đi lên này về quay với bạn coi. Cái này nó hơi nặng nha. Giọt tay là cái cản. Cười đã. Lên. Đây nè các bạn ơi. Dạ mấy bạn ơi. Đồ khui rượu thì không có chứ gì chị cái... Dân chơi xe là khui rượu là dây vậy đó. Dây vậy nó mới đỉnh. Chứ còn như khui theo mà cái đồ khui mà tặng theo chai rượu thì nó là quá bình thường. Nhín cái răng như thế ta cười đã. Đó nhưng cái tóc là được rồi đó thơm mà nó bị nở ra nhét lại đâu được phải không? Được nên nó nở nở rồi được mà nó bị tét à được mà nó bị tét à nãy mới có ấp lạnh rồi nha các bạn nếm rượu cái lấy cái ly nhỏ nhỏ thử ly á lấy cái ly á về nó mới sang cảnh trời đều khui một cách sang chảnh rồi bây giờ thưởng thức nó cũng khác nữa nha ngon chứ ngọt ngọt cái này vang ngọt mà thôi chứ mấy quỷ vang chưa uống chua chua anh chắc chát kết thúc để đây mốt có nào có cho chạy rượu nữa không tiếp bye bye các bạn nha.